Mưa từ sáng tối rồi. Ai vừa nhìn vô á, ở ngoài đi vô ngay tóc xa nhìn vô á. Cô Thư, thôi cậu Tuấn. Các học ăn siêu không, có ai cho cậu nhiều vậy? Cái gì nữa? Con, quà. Dạ, trời ơi. Bóc ra đi. Bóc ra. Lấy đi. Lấy chụp hình rồi bóc. Đúng rồi, các con mày lấy cho mình lấy. Chụp hình rồi bóc. Đang ăn sao? Đừng quay. Bỏ ba đi con. Bỏ bự quá. Không hỏi cứ mỗi nồi á. Bỏ hai bếp bển. U da nó điệt nó làm gì vậy? Rồi tuấn. Không. Đang lạnh mà giờ này ăn nóng lên là thôi. Hấp dẫn chưa? Thấy đầu bếp chín chưa? Bỏ cái đùi xuống đi. Ủa, hết luôn hả mẹ? Ừ, rồi, mình chán quá. Mày thấy lớn hả? Ủa, rồi. 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 Ủa, hai cái đứa này cầm cái phone đi. Mẹ. Không bán gì hơn mua đồ ăn tức là để bảo nó ăn hết rồi. Để ngang lại. Có mặt đâu không? Không. Ủa thằng tiếng nó mấy học tiếng nó bị cao rồi. Ngủ đâu? Không ra nè. Ê, mình nghe việc mình tưởng có chuyện gì. Có cái chân con đi cũng được. Trời ơi, nặng vậy hả? Hai vợ chồng coi như mắt. Nó làm gì cho nó? Mà nó có bị đau không? Đau, đau. 8.5 trên 8.5 luôn mà. Dữ vậy. Nó nói với mình là chưa bao giờ ngừng 100% mà sao mà ngon á. Mà 100% hả? 95% nó đau vậy. Muốn rớt ra nào rớt ra không? Đâu, bỏ cá vô, cá lâu chín. Cá rồi, bỏ cá lâu chín có rồi. Từ từ phải nhìn cái gì chắc được. Nè, cho mình thấy. Chưa. Nhưng đâu rồi? Không. Chưa thấy, chưa ăn về nó qua đi. Mình... Không có bạc chứ mi, có bạc chứ. Dạ, nhưng mà con thấy tóc còn mi sắp còn. Cô Hương rồi, cô Hương nhộm cho cậu nhưng cậu bắt đầu xanh vậy. Cô anh qua cho bé Vi nhộm. Vi nhộm bằng thuốc gì? Thủy là cho nó chín. Con có một cái đó nữa nhưng mà nó là một tẩy còn. Màu đen á hả? Không, một tẩy đó. Rồi bố con. Lấy cái đợi nó chín. Chín rồi, bây giờ nó chín rồi. Cái tên chỉ sửa cái tên mà mắt.
11 giờ nó mới lên đi chợ. 11 giờ trưa nay. Nhưng mà hơn quá, con mua xuống nước rồi. Nó nhậu không có nhiều, nó mỗi chuyện bài. Con chả là nhậu chứ hả? Kỳ lắm ba. Tự nhiên để trái cây ngay bông nữa. Đây mới một rác ra chụp hình. Ê, cái cây là cắt. Cái cây là cắt. Quen từ từ. Hello.